Chào tất cả mọi người nhá. Đấy, thì hôm nay mình có con loa bát này và mấy cái loa check, loa chung thì nó đã chết rồi. Nhưng hôm nay mình muốn review cái cách mà mình làm con loa bát thay côn nhá mọi người nhá. Đây thì mình đã khoét rộng và làm sạch vệ sinh toàn bộ rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc là đưa côn và đưa keo AB và định hình lại côn cho nó vào bên trong này là ok nhá mọi người nhá. Cái này đây, mình sẽ cắt cái này đi. Đây, đây mọi người nhá. Rồi, ra rồi đấy. Giờ mình sẽ thổi qua luôn. Rồi. Thì mình sẽ làm luôn trên con loa này nhá. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển góc quay này. Đây. Thì mình cái côn này là côn 49.5. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đưa côn vào nhá mọi người nhá. Đây, các bạn sẽ thả côn. Đó thì mình đã mài rồi. Mình đã sử dụng cái này này. Đây, mình sử dụng cái loại vít này để mài. Các bạn không có thì các bạn sẽ sử dụng những cái móng hàn nung nóng lên để hạ nó xuống nha mọi người nhá. Đó, đây. Mình sẽ sử dụng những cái tấm cách điện này luôn này. Những cái phim cách điện của mình luôn đấy. Các bạn nên để cái dây đồng nó thò lên khoảng 5 ly nhá. Thì cái này là cái clip nào mà làm loa mình cũng nhắc mọi người rồi. Đấy, các bạn nên để lên chừng này. Các bạn nhìn thấy bên trong không? Đó. Rồi, mình sẽ thả những cái tấm phim này xuống này. Các bạn không có những cái tấm này, các bạn sẽ lấy những cái mảnh lon bia nhá. Đó, lon nước ngọt đấy. Thả vô là ok hết rồi. Thì keo nó đã khô, mình sẽ rút cái này ra nhé mọi người nhé. Đó. Đó, mọi người nhìn cái mép dây đồng của nó đã thò lên bên trên này, thử côn này. Đó, côn hoạt động rất là êm ái này. Không có vấn đề gì nhé mọi người nhé. Đó. Rồi. Thì lát nữa mình sẽ thử bởi vì chỗ này nó chưa khô mấy này. Đó, mình rút lên thử cho mọi người xem thôi. Nó côn loa rất là êm. Xuống rất là đều. Rồi. Thì mình sẽ đẩy lại tạm như này đấy nhá. Lát nữa mình sẽ thử mọi người nhá. Đây mọi người nhá. Đó. Thì bây giờ hoàn thiện rồi. Âm ly các thứ mình đã cắm rồi. Bây giờ mình sẽ vặn âm lượng này.
Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ lắp toàn bộ những cái vật liệu ở cái loa này vào nhá mọi người nhá. Đó. Lắp cả loa chung rồi là loa dán lại tất tần tật để tí mình lại quay cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Rồi, giờ mình làm tiếp mọi người nhé.